tỉnh với những hành khách khổng lồ tăng lên đáng kể. Cựu giám đốc Hiệp hội Nghiên cứu về vật thể bay không xác định của Anh, Jenny Randall, khá quen thuộc với những thống kê này. Từ phân tích 15.000 cuộc gặp gỡ với các sinh vật, thì cuộc gặp gỡ với những người khổng lồ đã tăng lên mỗi năm kể từ giai đoạn 1965 trở đi. Và sau đó, chúng tôi nhận được báo cáo về việc nhìn thấy những người khổng lồ vào ngày nay nhiều hơn rất nhiều so với 30 hay 40 năm trước. Những cuốn ngụy thư của Enoch được cho là đã có tuổi đời hơn 5.000 năm tuổi. Đó, Enoch đã viết về việc ông được hai người đàn ông rất cao đưa lên trời như thế nào. Trong cuộc du hành vũ trụ này, ông cũng kể rằng ông đã gặp những người đáp xuống mặt đất từ thiên đường. Hai người đàn ông khổng lồ hiện ra trước tôi với bộ dạng tôi chưa bao giờ nhìn thấy trên trái đất. Khuôn mặt của họ tỏa sáng như mặt trời, đôi mắt của họ cũng vậy, giống như một ngọn đèn đang rực cháy. Và họ nâng tôi lên, đưa tôi đến thiên đường thứ nhất. Họ bay bằng những đôi cánh, bay vòng quanh các hành tinh. Họ đưa tới trước mặt tôi những người lớn tuổi, những người cai trị trật tự các vì sao. Những nhóm người này tiến hành nghiên cứu cẩn thận sự chuyển động của các vì sao. Theo chúng ta được biết, Enoch được đưa lên vũ trụ ít nhất 3 lần. Chúng ta có thể nói rằng ông ta đã được đưa lên một mẫu hạm tàu vũ trụ. Ở đó, ông ta đã có một cuộc trò chuyện với thứ được gọi là đấng tối cao. Dù đấng tối cao là gì, chúng ta có thể gọi đó là chỉ huy của một con tàu vũ trụ. Nói cách khác, Enoch là người mà chúng ta gọi là nạn nhân bị người ngoài hành tinh bắt cóc. Điều này có vẻ như một sự giải thích khiên cưỡng trong một văn bản rất cổ xưa. Mặt khác, những tường thuật ngày nay của những người tự xưng là người bị bắt cóc không khác biệt đến như vậy. Những người lớn tuổi cao từ 2,1 đến 2,4 mét, hay là cao từ 1,8 đến 2,4 mét, có mái tóc trắng, da trắng nhợt, gần như bạch tạng, đôi mắt màu xanh nhạt, mặc áo choàng trắng và không hề đi giày. Và họ có thể nói chuyện thành tiếng, cũng như nói thông qua thần giao cách cảm. Tôi đã xem xét những cuốn sách viết về bộ não, và không ở đâu, ngay cả trong các bản in nhỏ, có nói rằng tất cả những giấc mơ sẽ vào khoảng thời gian từ 23 giờ đêm đến 8 giờ sáng, thông thường là như vậy, nhưng chúng ta biết là bộ não có thể tạo ra những hình ảnh vô cùng sống động, rất chân thực và sống động như thật, nó được gọi là ảo giác. Nhưng sự kiện ở thành phố của Nga, Voronezh, thì không thể giải thích một cách dễ dàng như vậy. Trong trường hợp này có ít nhất 20 nhân chứng. Có thể tất cả bọn họ đều mơ cùng một giấc mơ giữa ban ngày. Vào tháng 9 năm 1989, một điều gì đó đã xảy ra tại thành phố Voronezh, nằm cách Moscow 320 km về phía nam, đã lôi kéo sự chú ý của truyền thông thế giới. Trong nhiều tuần, người ta nhìn thấy những ánh sáng kỳ lạ trên khắp thành phố. Sau đó, vào ngày 27 tháng 9, người ta báo cáo rằng có một tàu vũ trụ đã hạ cánh xuống một công viên công cộng của thành phố. Từ đó, ba người khổng lồ ngoài hành tinh xuất hiện. Chưa từng có một chuyện như vậy xảy ra trước đây. Trước khi đến Mỹ vào năm 1990, nhà báo người Ukraine tên là Paul Stonehenge thuật lại câu chuyện ở Voronezh cho báo chí quốc tế. Các nhà nghiên cứu hàng đầu về các hiện tượng bất thường ở Voronezh, bao gồm các nhà khoa học, các nhà địa chất và cũng có một số chuyên gia quân sự, đi đến hiện trường ngay lập tức. Sau đó, ngày 3 tháng 10, họ đã có mặt tại hiện trường nghiên cứu và thu thập mẫu vật. Cuộc gặp gỡ này đã trở thành một vụ náo động truyền thông trên truyền hình quốc gia và báo chí quốc tế. Những bức vẽ về cuộc đổ bộ này là do những đứa trẻ có mặt ở đó chứng kiến trực tiếp sự kiện này. Nó thu hút sự chú ý của các phương tiện truyền thông trên toàn thế giới.
bởi vì nó đã được chứng thực rất hiệu quả bởi TASS, cơ quan thông tấn Liên Xô, những người mà cho tới thời điểm đó đã khăng khăng không tin tưởng bất kỳ câu chuyện nào kiểu này. Họ đã có cơ hội để nói chuyện với nhiều nhân chứng, người lớn cũng như trẻ em, cảnh sát, giáo viên, sinh viên, các nhà khoa học đã chứng kiến những điều tương tự, hoặc thậm chí những vật thể bay không xác định, có hình dạng khác nhau. Các chủ đề cơ bản là những sinh vật nhìn giống như người khổng lồ đã thoát khỏi những phi thuyền kỳ lạ, đã tiến hành một số nghiên cứu trên khắp Voronezh và có thể đã trở lại phi thuyền của họ và bay đi. Lần này chúng ta đã có một số lượng rất lớn, những người mô tả sự xuất hiện của những người khổng lồ hoàn toàn khớp với nhau. Vì vậy, nó không phải là một trường hợp mà bạn chỉ đơn thuần là tin lời nhân chứng hay không. Ở đây, bạn không thể không tin họ bởi vì có rất nhiều người trong số họ kể lại rất khớp nhau. Tôi đang đứng cách con đường chính của công viên phía nam không xa và tôi nhìn thấy vật thể bay này ở một chiều cao khoảng từ 200 đến 250 mét. Nó dừng lại ở một độ cao và không di chuyển theo chiều ngang. Tôi đã rất hứng thú với tất cả những thứ đó vì nó không thể là bất kỳ loại khí cầu khí tượng nào. Có một âm thanh rít lên. Có lẽ là vài máy khoan đang hoạt động, như thể nó đang khoan một lỗ trên mặt đất. Các sinh vật bắt đầu đi ra ngoài. Họ nhìn không giống người nhiều lắm. Họ cao lớn hơn con người rất nhiều. Họ có vai, nhưng cháu không thấy đầu. Họ rất to lớn, thực sự rất to lớn, lớn hơn chúng ta. Đó là một hình người vĩ đại. Năm 1989, Sergei Markov là một trong những học sinh đã có mặt ở công viên Voronezh. Tôi nhớ là có một đám đông tụ tập xung quanh chỗ này. Mọi người đều sợ hãi, mọi người đều tái nhợt. Tôi đã hoàn toàn sửng sốt. Denis Mushenko cũng là một trong những chàng trai trong công viên vào ngày hôm đó, vào tháng 9 năm 1989. Tôi nhìn thấy một số dấu vết ở đó, và có cả những người đàn ông kỳ lạ. Bề ngoài, trông giống như bất kỳ người đàn ông nào khác. Có điều, ông ta rất cao lớn. Một lát sau, ông ta đột nhiên biến mất. Tôi không nghi ngờ chuyện vật thể bay không xác định và người khổng lồ tồn tại, bởi vì tôi đã thấy họ. Nhưng đôi khi hồi tưởng lại, nó có vẻ giống như một câu chuyện cổ tích. Những gì chúng ta thấy ngày hôm nay rất giống với những gì chúng ta thấy trong suốt lịch sử. Nó không có gì mới lạ. Bất cứ chuyện xảy ra như với hiện tượng vật thể bay không xác định ngày nay là một điều gì đó đã từng tồn tại, và bạn có thể tìm thấy nó trong thần thoại cổ đại trên toàn thế giới. Chúng ta có những truyền thuyết, và tất nhiên, trong một số trường hợp, chúng ta có những bức vẽ trong hang động về những sinh vật giống như người khổng lồ, và thậm chí cả những bước chân khổng lồ. Tôi nghĩ rằng có thứ gì đó trong quá khứ, thứ gì đó lớn hơn rất nhiều so với con người phàm tục. Họ có thực sự đã sinh ra chúng ta không? Họ là những người sáng thế, đã đến trước chúng ta, mà tất cả những giai thoại trước đó đều nhắc đến. Người khổng lồ, những vị thần Olympia đã từng có mặt trước khi chúng ta xuất hiện. Dù là thực tế hay tưởng tượng, người khổng lồ đã sống trong thế giới tinh thần của cộng đồng đến hết những thời kỳ mà chúng ta có thể nhớ được. Nhưng có một chủng tộc, những người khổng lồ từng sống trên trái đất hay không? Các văn bản cổ cũng như một số bằng chứng gợi nhớ đến điều này. Và gen lặn của những người cao từ 2,1 mét đến 2,4 mét sống giữa chúng ta ngày nay có thể liên quan đến chủng tộc những người khổng lồ cổ xưa không? Ngày nay, cùng với các báo cáo giống như chuyện kể về những người khổng lồ ở Voronezh, người ta tự hỏi có phải những người khổng lồ thần thánh của người Sumer đang trở lại. Nhưng cho dù là có thật hay chỉ là sự tưởng tượng, thì vẫn có một điều chắc chắn, những bí ẩn và huyền thoại về người khổng lồ sẽ vẫn đi cùng chúng ta trong một thời gian dài sắp tới.